Hello, chào ngày mới nhá. Dạ, chúc anh. Ngày mới thật nhiều sức khỏe nhá. Dạ, em cảm ơn. Tân tâm an lạc, gặp nhiều may mắn. Chào chị đẹp. Ôi chào giờ. Chú nha. Sáng giờ được mấy cuốc xe rồi chị? Chị bán hàng thôi. Buổi sáng hôm nay đã có 1-2 xe đã đi về. Úc có thầy rồi có chương trình. Rất là sớm. Sáng ngày hôm nay em râu cùng với lại anh Hạnh với lại chị Hiền. Anh Hạnh với chị Hiền là ngày hôm nay được đi xuất bát cho thầy, có vui không anh Hạnh ơi? Vui chứ. Vui không? Vui. Thế là lúc gặp thầy thì có hỏi được câu gì không? Không. Không hỏi được à? Chỉ đặt đồ lễ cho thầy thôi. À, đi ra thôi à? Xong đi ra thôi. Thế nào hoan hỉ rồi, vui vẻ rồi nhỉ? Vui vẻ rồi. Chào em nha. Dạ. À nãy là chị cũng được xuất bát cho thầy phải không? Đúng rồi. Ồ vậy là hoan hỉ quá. Đúng rồi, em vậy là vậy là buổi sáng em nhìn thấy chị mà. Dạ. À, chị được xuất bát cho thầy là vui không? Dạ, dạ. Quá vui luôn. Dạ, quá trời nó hạnh phúc dữ lắm. Dạ. Và dạ. Chị ở bên Mỹ về à? Dạ. Chị về lâu chưa? Dạ này được 12 ngày nhưng lên đây nhậm qua. Nói chung là chị về mà được xuất bát cho thầy là vui rồi. À dạ. Thầy có trường lại cho một xíu à? Dạ không, cái này mua cúng dường dư. Dạ, cúng dường dư. Dạ. Dạ, tại vì nhiều á, cho nên thế thầy... nay chị xuất bát có hỏi được thầy một câu nào không? Dạ. Không kịp hỏi à? Dạ, tại vì dạ. Mấy người chờ á, dạ. Nó sẽ biết like, xuất bát 4 gia đình lận, cho nên ngày qua có một gia đình à. Hôm nay là 4 gia đình. Dạ. Hôm nay là có một ông anh và chị em ở Hà Nội cũng được xuất bát. Ờ đúng rồi đó phải không? Đây đây anh đây. Đúng rồi nãy đi xuất bát với em. Thì em cũng nhìn thấy chị mà. Dạ. Chung vậy thì bao giờ chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em râu. Thì ngày hôm nay em râu cùng với anh Hạnh và chị Hiền ở Hà Nội có một cái cơ duyên là ngày hôm nay sẽ đi xuất bát cho thầy. Đấy, thì hiện tại bây giờ đang là 5 giờ sáng. Hai anh em đang trên đường đi lên chỗ thầy, lên công ty Thiên Đình Tuệ. Thì đã chuẩn bị cơm chay cho thầy từ rất là sớm, nấu nóng hổi để chuẩn bị mang lên cho thầy. Thì bây giờ hai anh em đang trên đường đi. Xin mời chú chị các bạn theo chân của hai anh em đi lên công ty Thiên Đình Tuệ để xuất bát cho thầy. Thời tiết của Gia Lai sáng ra rất là lạnh của chú chị ạ. Hai anh em đi mà phải mặc áo lạnh, trời rất là lạnh luôn. Thời tiết rất là lạnh như mùa đông của Hà Nội á. Như mùa đông của Hà Nội luôn à? Buốt nhỉ anh nhỉ? Nó lạnh nhưng không buốt như mùa đông. Không buốt bằng Hà Nội được, không buốt bằng Bắc mình buốt kinh khủng. Ở đây cũng gọi là buốt nhưng mà gọi sơ sơ rồi đúng không? Sớm mà trời đường đi này còn rất là vắng người. Đây là cái cung đường mà em râu ngày nào cũng đi, cô chú anh chị ạ. Đấy, từ đây đến cốc của thầy còn khoảng 3 cây số thôi. Đây là chuẩn bị đến cầu Ra Châm, cầu Nha Châm đó. Thì qua cái cầu này thì sẽ rẽ tay trái là có cổng chào thôn 7. Theo con đường đó chúng ta vào đến công ty Thiên Đình Tuệ và cốc của thầy còn rất chi là gần. Trời đang dần hừng sáng rồi cô chú anh chị ạ. À, gió rất là
rất là mạnh luôn. Trời rất là lạnh. Bây giờ đã là 6 rưỡi sáng thì của chúng chị ạ. Đây, trước cổng công ty thì ngày hôm nay bà con này rất là đông thì hôm nay em dâu cùng với anh Hạnh đã được xuất bát cho thầy. Cái niềm vui rất là vui thì một chút xíu em sẽ phỏng vấn anh Hạnh về vấn đề ngày hôm nay được xuất bát cho thầy thì thế nào nha cô chú anh chị. Đấy, bây giờ là 6 giờ rồi, cô chú anh chị đã về cốc rất là đông. Chào cô nhá, chào bác, chào chú. Dạ. Ồ, mấy chú đi vô để sớm quá ta. Dạ. Các bà đã đi xuống dưới cốc. 6 giờ sáng đã chuẩn bị đi xuống dưới cốc rồi. Bà đâu tới bà? À mình hả? Dạ. Ở Bạc Liêu coi như là hả? Đâu là coi như Phú Yên. Dạ. Đủ chỗ để Phú Yên đi đón Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Đi cứ đi. Tại các cô các chú đi theo đường này xuống này. Đúng rồi. Đi Di Đà Phật. Hello, chào ngày mới nhá. Dạ, chúc anh. Ngày mới thật nhiều sức khỏe nhá. Dạ, em cảm ơn. Tân tâm an lạc, gặp nhiều may mắn. Chào chị đẹp. Ôi chào giờ. Chú nha. Sáng giờ được mấy cuốc xe rồi chị? Buổi sáng hôm nay đã có 1-2 xe đã đi về cốc của thầy rồi, có chuyện gì ạ? Rất là sớm. Thì sáng ngày hôm nay em râu cùng với lại anh Hạnh với lại chị Hiền. Anh Hạnh với chị Hiền là ngày hôm nay được đi xuất bát cho thầy, có vui không anh Hạnh ơi? Vui lắm. Vui không? Vui. Thế là lúc gặp thầy thì có hỏi được câu gì không? Không. Không hỏi được à? Chỉ đặt đồ lễ cho thầy thôi. À, đi ra thôi à? Xong đi ra thôi. Thế là hoan hỷ rồi, vui vẻ rồi nhỉ? Vui vẻ rồi. Ở dưới nhà Út Thìn là đông lắm, sáng nay đông lắm rồi. Em đông không? Ừ, sáng nay họ đến rất là sớm. Hôm nay thứ ba mà này. À, hôm thứ ba. Mật ong à? Mật ong anh ạ. Mật ong gì đây? Mật cà phê. Mật ong hoa cà phê. À, trời còn đang sớm nên là mấy anh mấy chị là chưa dọn đồ ra được. Chào nhá. Xin chào nhá. Chúc buổi sáng an lành nhá. Sáng an lành, tâm an lạc. Hôm nay anh Hạnh với chị Hiền ở Hà Nội là nay là được cái cơ duyên là xuất bát cho thầy. Sáng nay mang cơm đến cho thầy rất là vui. Là chú à? Em thì chỉ cho duyên thôi. Rồi. 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì mấy anh mấy chị rồi nấu ăn thì mình mới gặp thầy nhiều rồi, thì để cho anh các anh các chị gặp một tí. À vậy là Quân là về quê rồi à? Hiện tại em dâu đang ở khu vực Quán Nắng. Đấy. Ngay phía sau khu vực công ty của Thiên Đình Tuệ, nơi mà thầy tu tập ở đó, cô chú chị ạ. Con buổi sáng hôm nay rất là đông. Chào các cô, chào các chị nhá. Dạ. Yeah. Cô đâu tới, chị đâu tới? Dạ, em ở dưới phố lên. Dưới phố lên à? Buổi sáng em đông quá nhỉ. Đó, mọi người đi vào quán này một lúc nữa thầy thọ thực xong thầy đi lại mọi người có thể nhìn thấy thầy. Dạ. À, ngồi quán Quán Nắng này này. Đây mình tên là Lại. Dạ, em là Râu Vlog. Cái gì? Râu Vlog ạ. Râu Vlog. Dạ. Cảm ơn anh.
có những hôm thầy đi bộ qua lại cả tiếng ấy. Dạ. Mọi người cứ vào trong đó. Qua đây. Ồ, chị có tấm hình đẹp quá nhỉ. Đây em. Con ơi, lo giùm chị không? Tấm này chị thỉnh bao nhiêu tiền? Không biết, qua chị và đánh nha chứ. Dạ. Cả kéo bên Mỹ. Dạ. Chúng ta xin nhận. Dạ, chào em ha. Dạ. À, nãy là chị cũng được xuất bát cho thầy phải không? Đúng rồi. Ồ, vậy là hoan hỷ quá. Đúng rồi, em vậy là vậy là buổi sáng em nhìn thấy chị mà. Dạ. À, chị được xuất bát cho thầy là vui không? Dạ, dạ. Quá vui luôn. Dạ, quá dạ. Trọng là hạnh phúc dữ lắm. Dạ. Và dạ. Chị ở bên Mỹ về à? Dạ. Chị về lâu chưa? Dạ, này được 12 ngày nhưng mà lên đây nhậm qua. Nói chung là chị về mà được xuất bát cho thầy là vui rồi. À, dạ. Thầy có trường lại cho một xíu à? Dạ không, cái này mua cúng dường dư. Dạ, cúng dường dư. Dạ. Dạ, tại vì nhiều á, cho nên thế thầy... này chị xuất bát có hỏi được thầy một câu nào không? Dạ. Không kịp hỏi à? Dạ, tại vì mấy người chờ á, sẽ viết like, sẽ bán. Bốn gia đình lận cho nên ngày hôm qua có một gia đình à. Hôm nay là bốn gia đình. Dạ. Hôm nay là có một anh và chị em ở Hà Nội cũng được xuất bát. Ờ, đúng rồi, đúng phải không? Đây, anh đây. Đúng rồi, nãy đi xuất bát thì em cũng nhìn thấy chị mà. Dạ, dạ ha. Dạ. Nói chung vậy thì bao giờ chị về bên kia? Dạ, hai bữa nữa. Hai bữa nữa hả? Dạ. Dạ. Đi về lên kênh Râu Vlog để xem chị nhá. Xem gì? Râu Vlog. Dạ, ok, xem lưu niệm lại chứ. Dạ. Xe ra chứ. Chúc chị ngày mới an lành nhá. Rồi, gặp nhiều may mắn nhá. Chị cảm ơn anh nhiều. Dạ, chị cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, dạ. Ô, trong này đồ... Bà ơi, chào bà nhá. Ở trong này đồ từ thiện hay cái gì đây mà nhiều này bà? Đồ từ thiện. À, chăn ấm cho bà con. À, có Mạnh Thường Quân nào đây bà? Không hiểu đâu. À, có anh Thắng à? Yeah. Rất là tuyệt vời. Đây là những chăn ấm mùa đông của các Mạnh Thường Quân gửi đến cho bà con ở Tây Nguyên đây cô chú anh chị ạ. Rất là tuyệt vời. Đưa đến lâu chưa bà? Đưa hôm qua. Chưa đi phát được à? Chưa, chiều hôm nay Thắng mới đi. Dạ, yeah, dạ. Xin mời cô chú chị và các bạn đã đi theo chân kiếm dâu đi vào trong quán nắng để xem mà buổi sáng này. Ôi, chào anh trai. Chào em. Chúc anh buổi sáng an lành nhé. Đây là xe ôm thân thiện. Mọi chặng đường đi là tùy hỷ nha anh nhỉ. Đúng rồi. Ai cho bao nhiêu? Ai cho bao nhiêu lấy bao nhiêu, không đòi hỏi. Hello, chào chị nhá. Hello. Quán nắng lúc nào cũng rất là đông vui luôn của chú chị ạ. Bà con đang đứng ở bờ hồ, đang đứng để ngóng thầy ra. Cô nhé. Nè. Sớm thế? Dạ. Cô xuống đây lâu chưa? Mới xuống chờ cái bà. Chứ bà ở đình quán đi xe cùng với bà, không thấy là đi mình bà tội nghiệp và chở bà đến đây. Thế đã nhìn thấy thầy đi ra chưa? Chưa. À, thầy đang thọ thực, tí nữa thầy mới ra. Thì ra. Hết thấy được thầy nữa. Đâu, thầy đi bộ chỗ kia nhìn thấy mà. Mới bị che hết cho mắt. À. Bà con đang đứng rất là đông để mong được nhìn thấy thầy một xíu. Chào chị đẹp. Ở mở quán chưa? Dạ. Mở quán chưa? À, đang chuẩn bị thôi chị ạ. Dạ. Tôi đi ăn. Đang khảo sát. Tôi đang dẫn. Dạ. Ôi, chị ngồi đây nhá. Em quay đây. Dạ, dạ. Bà con của chú rất là đông ở quán nắng trong cái buổi sáng. Hôm nay là thứ ba của chú anh chị ạ. Xung quanh cổng công ty bà con cũng vẫn về rất là đông luôn. Bây giờ đã là 7 giờ rồi của chú anh chị ạ. Hai bên rất là đông luôn. Rồi em dâu cập nhật cái tình hình buổi sáng ngày hôm nay như thế này thôi. Hẹn gặp lại các chú chị vào những video sau.
ơn cô chú đã xem hết cái video của Dâu. Thì qua cái kênh của Dâu thì Dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho Dâu. Trên kênh của Dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm này có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa, là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt, và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên, em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt, và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà, trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun và ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ. Đó. Căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của Dâu và có mua hàng ủng hộ cho Dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của Dâu và đã mua hàng ủng hộ cho Dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.